Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, hôm nay thì em sẽ làm cái video mà em ghép những cái em ghép cái đôi JBL hàng sách tay, hàng bãi sách tay. Và cái đôi này là cái đôi mà bản xuất rất là ít. Em ghép với lại cái đôi loa bình thường nhé các bác nhé. Em ghép với lại cái đôi loa bình thường để xem là khi có những đôi loa này, khi có những đôi loa này vào trợ lời và không có những đôi loa này vào trợ lời thì cái tiếng của nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy. Đôi loa này mà em ghép với trầm thì chắc hẳn là các bác cũng đã nghe rồi. Và bây giờ em ghép cái đôi loa này với lại một cái đôi BMB mà hiện tại bây giờ tại cửa hàng bên em là đang còn một đôi BMB này nhé. Và đôi BMB này thì bên em cũng đang bán thanh lý cho quý vị và các bác giá là 2 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đã, giá rất là rẻ, giá cực kỳ là rẻ luôn. Vâng, và như các bác có thể nhìn thấy là đôi loa này khi mà tháo hết cái căng ra nhìn nó cực kỳ là chất luôn, rất là ngầu các bác nhé. Đấy, rất là ngầu luôn. Và bây giờ em xin phép em được kẹp điện thoại lên nhé. Và em sẽ mở một cái đoạn nhạc mà chưa có những đôi loa, chưa có những đôi loa trợ lời của JBL. Đấy, thì để cho các bác cùng nghe và cùng cảm nhận cái chất âm của nó. Và xíu nữa thì em sẽ mở luôn, xíu nữa thì em sẽ mở cái đôi loa này cho quý vị và các bác cùng nghe và cùng cảm nhận xem là khi mà có những đôi loa này hỗ trợ tiếng lời và không có những đôi loa JBL này hỗ trợ tiếng lời thì cái sự khác nhau nó có lớn không. Đây, bây giờ em sẽ mở lớn lên một chút nhé. Em sẽ tua lại từ đầu. Em sẽ tua lại từ đầu. Rồi, ok em. Rồi. Các bác hãy cùng nghe và cùng cảm nhận các bác nhé. Đường anh ấy đi cũng
Vâng, bây giờ em sẽ cắm những đôi loa trợ lời này vào các anh nhé. Đấy, đôi loa trợ lời một chung một chép này vào. Đây, xin kính mời các bác cùng nghe. Dạ vâng, và chắc hẳn là các bác cũng đã cảm nhận được rồi, có phải không ạ? Những cái khi mà cầm những đôi loa trợ lời một chung một chép này vào thì cái tiếng của ca sĩ nó rất là tròn vành rõ chữ, và cái tiếng của ca sĩ nghe nó rất là thánh thót, nghe rất là sướng tai luôn. Và mọi chi tiết thì các bác vui lòng đừng quên gọi điện về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể comment bên dưới các bác nhé, để bên em có thể tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác luôn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.